Với trước cái tấm lòng thành kính của chúng ta và trước sự kỷ niệm chúng ta ông có mặt trong buổi lễ, chúng ta đề nghị chúng ta nhìn lên chào mừng và có mặt của các người ta không biết Việt Nam là cái gì hết,
người ta chỉ gọi là tụng kinh hoàng, cái áo không biết thôi. Không những như thế, những người mặc dù là có văn hóa chăng nữa, nó vẫn miệt mài khinh rẻ cái dân nô lệ. Hôm nay tôi thấy đất nước được có tai mặt ở trên thế giới như thế này thì tôi cũng cảm thấy là sung sướng và rất là cảm ơn. Thay mặt cho toàn thể bà con Việt kiều có mặt trong cuộc họp này, chúng cháu xin chân thành cảm ơn sự. Kính thưa quý vị, cách đây 50 năm, ngày 9 tháng 10 năm 1960, Bác Hồ lãnh tụ kính yêu của chúng ta đã đón kiều bào hồi hương chuyến tàu đầu tiên tại cảng Hải Phòng, mở đầu cho 73 chuyến tàu tiếp theo, đưa gần 5 vạn hồi hương chúng ta số tiền là 1.200 USD. Cùng với những nghệ chào mừng của các bạn, điều này thể hiện tấm lòng bạn bè chúng ta từ xứ đảo xa, tuy không được cùng bằng gia đình Việt kiều hồi hương trong hội anh những người Việt Nam tân đảo và bản xứ. Một năm mới với nhiều thành tích và với nhiều thành đạt và hạnh phúc. Trong niềm vui và xúc động này, nhưng mà Tết tới đây tại thủ đô Hà Nội, chúng tôi có may mắn và vinh dự được thấy sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, Ủy ban Nhà nước của người Việt Nam nước ngoài đối với kiều bào xa tổ quốc về quê hương ăn Tết. Một xuân của năm cây rừng, năm con hổ, một biểu tượng của sức mạnh nhảy cao, nhảy xa. Chúng ta tin tưởng một năm mới với nhiều chuyển động mới của đất nước trên đảo. Còn có hai. Và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang về những thành tựu nổi bật mà tỉnh nhà đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm 2009. Hôm nay, tôi vui mừng con Việt kiều hồi hương đang sống làm việc tại tỉnh Tuyên Quang, bà con Việt kiều hồi hương đang sống và làm việc trên mọi miền của Tổ quốc cùng bà con kiều bào đang định cư ở nước ngoài lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Tiêu chí hộ nghèo của chúng ta năm nay là 210.250.000 là thoát nghèo. Thì năm tới chúng tôi cũng biết là chính phủ sẽ nâng cái tiêu chí này lên, tức là 450 và 350 mới thoát được nghèo. Vì vậy mà tỷ lệ nghèo của tỉnh hiện nay chúng ta có thịnh vượng, giành nhiều thắng lợi và thành công trong cuộc sống. Thưa các bác anh chị, nhân dịp về dự cái lễ kỷ niệm này thì thay mặt Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ngoài được giao, tôi có một cái lãng hoa xin được gửi tới toàn thể hội nghị. Xin kính chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Chào thân ái và đoàn kết, lời chúc sức khỏe hạnh phúc, lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng. Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Hạ Long, vân vân. Và đặc biệt năm nay cô kính thưa đại diện Ủy ban về người nước ngoài, kính thưa các bác, các anh chị em, đầu tiên tôi xin chúc sức khỏe, hạnh phúc tới các vị lãnh đạo tỉnh, đại diện các ban ngành, các bác, các anh chị em nhân dịp năm mới. Tôi xin cảm ơn lời mời của các bác họp mặt nhân dịp kỷ niệm 50 năm Bác Hồ đón kiều bào về nước.
Ở đây chắc cũng có một số người biết tôi Caledonia và Everyday ở Việt Nam. Dĩ nhiên là cũng có nhiều lý do khác nhau, nhưng cái lý do chính tuy có vẻ bao biện là vì tôi rất bận. Vì vậy tôi cũng thành thực xin lỗi các bác, các anh chị em nếu như đã không đều cùng chung một số phận. Số phận là con đất Việt Nam, số phận là những người chân đăng, cha mẹ chúng ta, họ. Một số nhỏ thì ở lại đất đảo, có vì duyên tiếc những thành quả lao động cực kỳ vất vả trên đất Nouvelle Caledonie và Vanuatu. Họ đã không nỡ lòng ra đi, và cũng một phần vì họ, như tất cả chúng ta, đã coi mảnh đất đảo hẻo lánh này như tổ quốc thứ hai. Vì chúng ta, con cái của thế hệ chân đăng đã ra đời ở đó, và chúng ta quen với cách sống ở đó. Cái tồn tại là những nỗ lực mọi người chúng ta đã cố gắng để hoàn thành nghĩa vụ đối với gia đình, đối với cộng đồng người Việt, đối với đất nước. Tôi cũng biết là anh em về nước sinh sống đã gặp rất nhiều khó khăn, gian truân vì hoàn cảnh chiến tranh và cảnh nghèo khó đất nước hồi đó. Nhưng phần chúng tôi, sau khi cộng đồng người Việt mình đã ra đi, cũng đã có nhiều phần khó khăn vì sự cô lập với xã hội hồi đó, vì tình thương bố mẹ, anh em, chị em, bè bạn ra đi, vì sức mạnh đoàn kết của cộng đồng người Việt không còn. Thân thể người ở lại rất yếu, vì muốn gì người Việt chúng ta vẫn bị coi là còn những người cu li da vàng, cùng lắm làm ăn vặt, buôn bán tiểu thương. Chính vì sự coi thường đó mà tôi đã cố gắng hết mực phấn đấu để chứng rõ rằng dân tộc Việt Nam mình cũng có đầy đủ ý chí, đầy đủ thông minh để vươn lên, để đứng hàng ngày với bất cứ tầng lớp nào trong xã hội. Trong mấy chục năm qua, tôi đã phải đấu tranh khá là vất vả cho mục đích đó. Cùng với người dân khác, trước đây luôn luôn bị coi thường, khinh rẻ. Với gần như bàn tay trắng, chúng tôi đã quyết tâm cố gắng xây dựng một tương lai rạng rỡ hơn, có cách tầng lớp bị đè nén trên mảnh đất Nouvelle Caledonie. Kết quả là chúng tôi đã xây dựng được hai nhà máy luyện kèn, một cái bên Hàn Quốc đã đi vào sản xuất được hơn một năm nay, và một cái ở trên miền Bắc Covesno giữa Kone và Vô đang trên đường xây dựng. Cả hai đều đúng ở cấp bậc quốc tế về độ quy mô hiện đại. Ngày nay mọi việc đã tạm ổn nên tôi mới có chút thời gian rảnh, và dân da đen vươn lên tự nắm lấy số mệnh mình. Họ đã tìm đủ mọi cách ngăn trở chúng tôi, dọa nạt, lừa gạt, kiểm tra hành chính, đồn tin nhảm và dùng nhiều thủ đoạn khác nữa. Nhưng họ đâu có hiểu rằng họ tả trong phần đầu hoàn cảnh sinh sống của cha mẹ chúng ta, thế hệ chân đăng, trong thời gian lịch sử đầy nghèo khổ, gian truân ở quê hương, cũng như tại các mỏ kề dự buổi lễ giới thiệu vào tuần sau. Trước đó tôi muốn tặng cho anh chị em một số cuốn
vì đây chỉ là câu chuyện riêng, vì đây không chỉ là câu chuyện riêng tôi, mà là câu chuyện của tất cả anh em Việt kiều chúng ta, mà tôi đã được cái vinh dự đại diện. Tôi xin kết thực ở đây chúc các bác, các anh chị em mọi sự vui vẻ và một năm mới Canh Dần an khang thịnh vượng và hạnh phúc. Kính thưa các cụ, các bác, các anh, các chị, hôm nay anh Nha đã nói tất cả đầy đủ những sự việc trong cuốn truyện của tiểu sử Bí ẩn Đặc. Và sau đây gia đình chúng tôi lần đầu tiên bước chân đến tỉnh Tuyên Quang, rất là hồi hộp được gặp tất cả các cụ, các bác, các chị, và rất là một sự phấn khởi cho chúng tôi. Vậy hôm nay gia đình chúng tôi cũng tặng vào quỹ Việt kiều Tuyên Quang một số tiền là 4.000 USD để giúp quỹ các em học sinh nghèo. Vào quỹ các em học sinh nghèo và cùng các gia đình khó khăn. Tôi thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn nhà hảo tâm của bà Dương Thị Sơn và vợ của ông Nha đã có một lòng hảo tâm để tặng những món quà cho người Việt kiều chúng ta đang sống. Càng giàu đẹp văn minh. Xin chân thành cảm ơn sự nhà hảo tâm của ông bà Nha và chị Sơn. Về bài phát biểu, lời phát biểu của ông Đặng Văn Nha và của bà, cộng với lại cái quan tâm của ông bà đã chúng ta nhiệt liệt cảm ơn và hoan nghênh. Bây giờ tôi xin trên 60 anh chị em nguyên là Việt kiều, hội viên chi hội Tân Thế Giới và Tân Đảo của tỉnh Hải Dương, là đơn vị trực thuộc liên hiệp góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và cùng đồng bào miền Nam đấu tranh thống nhất nước nhà trải qua biết bao thăng trầm, hôm nay chúng ta rất vui mừng và tự hào về cái sự đổi mới không ngừng trên các mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Chặng đường lịch sử được vous présenter sur la scène pour que tout le monde vous voit. Hai chị tác giả này, hai đồng tác giả này tay trắng đã phải vượt qua biết bao thách thức, đã có những trải nghiệm trên thương trường để trở thành, phải có biết bao những cái nỗ lực cố gắng, những cái tư liệu viết nên cuốn sách đó. Xin các vị hãy cho một tràng vỗ tay để chúc mừng hai vị tác giả nữa. Và xin nói lên tại đây, anh Nha đã có nhã ý tặng cho mang tên là Bí ẩn Đặc, do nhà xuất bản Phụ Nữ in ấn và sản xuất. Và sau liền nhau luôn.
Chúng ta báo là con như là không thể tự cảnh.